Em đẻ. Đẻ gì? Đẻ mà đẻ ấu trầu quơ. Rồi chị có thể về chỗ là nháp nha. Đó là nháp nha. Đẹp đẻ thì phải nói đẻ gì mà đẻ là để giấu ngã đúng không ạ? Ờ thì đó thì nếu mà chị tìm không được thì chị này sẽ tìm từ đẻ đó chịu được chị loại. Chứ không có đẻ trầu quơ. Không đẻ trầu quơ nha. Hai từ thôi nha. Đẻ mà đẻ trầu quơ. Chị này đi. Giờ Phước Đồng đúng không ạ? Giờ đồng gì chị? Đồng gì? Đồng gì bên đây? Đồng tiền, đồng bò, đồng lúa, đồng bò, bò gì? Cái gì? Cái à, chị mà nhắc á, em lưu ý này luôn à. Người cái bên mà nhắc là vô tình là giúp đồng đội thì mình sẽ bị loại thôi, không có gì hết á. À, cái tát đó mà tát gì? Nước gì? Nước non. Non gì? Non sông. Đừng chụp tay em chị. Sông gì? Sông núi. Núi gì? Núi lở. Lở gì? Lở đất. Đất gì? Đất đai. Đai gì? Quá 3 giây rồi chị. Quá 3 giây. Quá. Không phải đâu. Bây giờ muốn đến đúng không? Rồi đai quần. Quần gì? Quần dài. Dài gì? 3 1 2 3. Đó đấy chưa? Rồi nhảy cái tưng cái tưng. Rồi đứng ngồi giùm em đi. Dài chân. Hả? Chị vừa nói từ gì ạ? Quần dài. Dài gì? Dài dòng. Dòng gì? Dòng sống. Dòng sống. Dòng sống. Ok, sống gì? Dòng bò. Dòng bò. Cái bất đồng đồng bò đó. Sống bò, bò gì? Bò cái. Bò cái. Bò cá nãy nói chưa? Chúng ta hãy vỗ tay cho đội nhà tới cái bàn ơi.